Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Nhất Mộng Mobile của nhà phát hành Funless nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game tiến thực hệ tướng thế tài kiếm hiệp Kim Dung vô cùng hấp dẫn do nhà phát hành Funless phát hành. Thì tại đây các bạn sẽ được gặp lại những cái nhân vật vô cùng quen thuộc như là Dương Quá, Tiểu Long Nữ hay là Lệnh Hồ Xuân vân vân. Thì nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất của cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai cách nạp nha các bạn. Cách nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của GoPlay và Store. Còn đối với cách nạp thứ hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Funless. Thì cả hai hình thức nạp đều sẽ nhận được những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai hình thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu như nhau nha các bạn. Thì đối với hình thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong game thông qua cái cổng thanh toán của GoPlay và Store thì nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì các bạn sẽ nạp được cực kỳ nhanh chóng và các bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng cái tài khoản chính của CM bạn. Còn về cái phần khuyết điểm thì các bạn sẽ bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Còn về đối với cái phần hướng dẫn nạp, phần nạp gián tiếp thông qua website chính thức của nhà phát hành Funless các bạn thì nó cũng sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì nó sẽ không bị tính thuế và kèm đó là nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành rất là cao nha các bạn. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn có một số khuyết điểm là nó sẽ kết nạp thì khá là gồng ga. Còn đây là cái phần quà nạp đầu, thì khi bạn nạp đầu thì bạn sẽ nhận được là lệnh hồi xung đỏ S cộng nha các bạn. Kèm theo đó là kim nguyên bảo cũng như là những cái túi bảo vật cam. Ok, thì đây là cái phần quà nạp đầu. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp nha bạn. Thì đầu tiên để nạp thì bạn có thể nhấn vào phần nạp đầu nha bạn. Sau đó thì nhấn vào nạp hoặc là các bạn có thể nhấn vào nạp ở ngoài rồi chọn cái gói nạp và nhấn dọn cái nào các bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện cái phương thức thanh toán. Thì nó sẽ có những cái phương thức thanh toán sau. Thứ nhất là nạp bằng quỹ điện tử Momo. Thứ hai là nạp bằng quỹ điện tử ZaloPay. Thứ ba là nạp bằng thẻ tín dụng, thẻ dư nợ. Cuối cùng là nạp bằng tài khoản chính của SIM bạn. Nếu như bạn xài SIM Viettel, Mobi, Vietnam, Vietnam Mobile mà các bạn liên kết với cái cổng thanh toán của GoPlay và Store các bạn, thì bạn tiến hành liên kết và tiến hành nạp bằng tài khoản chính của SIM bạn nha các bạn. Cái tiếp nữa là nạp bằng số dư tài khoản GoPlay nếu như bạn có. Cuối cùng là đổi mã nha các bạn. Nhưng mà anh khuyến bạn là không nên nạp bằng những cái phương thức này, tại vì khi nạp bằng phương thức này thì nó sẽ bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Mạnh phiến bạn là nên nạp bằng phương thức thứ hai nha bạn, tức là nạp thông qua cái website chính thức của nhà phát hành Funless của tựa game Nhất Mộng Mobile qua cái trang nạp là nạp.nhatmong.mobi. Thì đây là cái trang nạp chính thức, sau đó thì bạn tiến hành đăng nhập. Bạn nào đăng nhập rồi thì bạn tiến hành chọn nạp xu nha bạn. Nạp xu rồi mới tới nạp game. Thì nạp xu thì sẽ có nạp bằng Viettel nè bạn, Mobifone, Winaphone, hệ Get. Thì Viettel thì bạn nhập sơ ghi, nhập mã cao, tiến hành chọn giá tiền, nhập bảo vệ, nhấn vào nạp thẻ. Mobifone thì vẫn tương tự, Winaphone tương tự như bạn, hệ Get thì vẫn tương tự. Thì các bạn tiến hành tỷ lệ quy đổi như sau, 10.000 đồng bằng 6.000 xu nha bạn. Thì đó là cái phần nạp xu. Còn sau đó khi nạp xu xong thì bạn tiến hành chọn nạp game nha bạn. Thì chọn nạp game thì các bạn có thể chọn cho mình cái gói, ví dụ như gói 60 kim bảng 6.000 xu, nhập máy bảo vệ và nhấn xác nhận nha bạn. Chọn máy chủ, chọn nhân vật. Thì này bắt buộc phải nạp xu rồi mới nạp game được nha các bạn. Thì nạp xu thì chỉ có những cái hình thức đó thôi nha bạn. Ngoài ra thì bạn có thể xem lịch sử nạp tiền ở đây, lịch sử giao dịch ở đây, lịch sử giao dịch ở đây nha bạn. Hoặc là mua gói nạp ở đây, các bạn có thể xem tài khoản, thông tin tài khoản đây, nhập cái code ở đây nữa nha các bạn. Thì nếu như có lỗi thì các bạn có thể báo lỗi nha các bạn. Ok, sau khi nạp thành công thì các bạn tiến hành quay trở về game. Thì cái tựa như này thì nó sẽ cộng hẳn kim bảo ở đây. Những phần quà khác thì nó sẽ được chuyển vào hư, những phần quà khác nữa thì nó sẽ được cộng hẳn vào túi. Còn về phần quà lên đầu thì bạn cứ nhấn vào và nhấn vào nạp nha bạn.
Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất của cái tựa game Nhất Mộng Mobile này. Thì chúc các bạn nào thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn hay và chia sẻ cho ông bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.